Mít tố nữ vị sầu riêng, mận xanh đường Sóc Trăng HCS, em lên cây để đi giao. Hôm nay đi giao 2 điểm nha bà con. Nhiều à, bà con nghĩ Thắng chắc giao cây vì đam mê. Ở gia đình Thắng cũng nghĩ vậy nữa. Và niềm vui giống như những đơn ngày đi là đúng nhất. Chứ không có nghĩ tới chuyện lời lãi bà con. Thì hiện tại Thắng đang muốn có một đơn nó vừa vừa thôi, đừng có nhiều quá, mà ở Rạch Giá hoặc là Hà Tiên. Để là một chuyến du lịch nữa, hắn đam mê đi lắm. Cầu Hàm Luông quê em, vào thành phố Bến Tre, đại lộ Đồng Khởi, tới nơi luôn. Xuống chị ơi, có tấm trắng không? Khách VIP, khách VIP. Qua cầu Gạch Miễu, giao cho chị khách này cũng quen ha, quay lại ủng hộ cho bên em nữa thì em thắng giao tận nơi cho chị luôn. Khu vực ở đây là siêu thị Go của thành phố Mỹ Tho. Về nhà phà Ngũ Hiệp.